Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguyện cho hương linh Võ Văn Quang pháp danh là Tâm Giác, sinh năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 được vãng sanh, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube Tài 66 Vlog, cùng các cô chú anh chị trong và ngoài nước có những lời nhắn gửi thắp một nén hương cho cậu Nam Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được vãng sanh, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ cô chú anh chị ơi, bây giờ hãy cùng em hộ niệm cho cậu Năm Vũ Linh nha cô chú anh chị, để được cậu Năm vãng sanh còn có mấy ngày nữa thôi thì mộ cậu Năm sẽ được lắp đặt lên rồi. Thì trong thời gian này thì làm được cái gì cho cậu Năm thì có thể làm, cố gắng hết sức có thể nha cô chú anh chị. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đá Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đới Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tật Đọa Bà Gia Ma Ha, Tật Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tắc Bà Ra Phật Duệ Xô Đắc Na Đắc Tỏ, Nam mô Thất Kiến Lật Đọa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đới Thất Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam mô Na Ra Cảnh Trì Hay Rị Ma Ha Bằng Đa Sa Mễ Tắc Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thầy Dựng Tắc Bà, Tắc Bà Na Ba Bà Già Ma Phật Đạt Đậu Đắc Điện Ta Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tật Đọa Tắc Bà Ma Ra Ma Ra Ma hê ma hê rị đại diện cô lô yết mong độ lô Phật xà gia đế ma ha Phật xà gia đế đại ra địa điện ni thất Phật gia ra gia ra gia ra mà Phật ma ra một đế lệ y hê thất na ra xâm Phật ra xá lợi Phật xa Phật xâm Phật ra xá gia hô lô ma ha hô lô hê rị ta ra tật rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế rị dạ na ra cảnh trì địa rị sắc ni na ba dạ na ma ba ta bà ha tật đà dạ ta bà ha ma ha tật đà dạ ta bà ha tật đà vô ngài thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha Maranara ta bà ha tắc ra tăng a mục khê gia ta bà ha ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha ma ba đà ít tắc đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi ít ra gia ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô ức đế thức bát ra gia bồ đề tật đạo bà gia an tắc điện đô mặc ra gia bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặc ra gia bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặc ra gia bạc đà dạ ta bà ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên độ tiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đá Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ca Gia Bồ Đề Tật Đọa Bà Gia Ma Ha Tật Đọa Bà Gia Ma Ha. Ca Lô Ni Ca Gia An Tật Bà Ra Phật Dệ. Xô Đắc Na Đắc Tỏ, Nam mô Tất Kiến Lật Đọa Y Mông A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thức Phật La Văn Là Bà. Nam mô Na Ra Cảnh Trì Hê Rị Bằng Đa Sa Mễ. A Tha Đậu Du Bằng A Thầy Dựng Tật Bà Tật Đà Ma Ha. Ma ra bà già ma phật đặt đầu đắc điện tha án a bà lô hê lô ca đề ca ra đề di hê rị ma ha bồ đề tật đọa tật bà ma ra ma hê rị đại diện cô lô ít mong độ lô phật xà gia đề ma ha phật xà gia đề đại ra địa điện ni thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra một đế lệ hê tất na tất ra a ra xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế di dạ na ra cảnh trì địa rị sắc ni na ba dạ ta ma ha ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê gia ta bà ha ma tất đà dạ ta bà ha đà ma yên tất đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi ích ra gia ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha an tăng thiệt đô mặc đá ra bạc đà dạ ta bà ha an tăng thiệt đô mặc đá ra bạc đà dạ ta bà ha an tăng thiệt đô mặc đá ra bạc đà dạ ta bà ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên độ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Di Đà
bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tật đỏ bà gia ma ha tật đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia an các bà ra bạc vệ so đắc na đắc tọa nam mô tất kiến lật đỏ y mong a di gia bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hiện rị ma ha bằng đá sa mễ tất bà a tha đầu du bằng a thầy dựng tất bà na ra ma bà già ma phật đặt đầu đắc điện tha án a bà lô hai lô ca đế ca ra đế di hiện rị ma ha bồ đề tật đỏ tất bà ma ha ma he ma he rị đại dựng cô lô y mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đại ra đệ điện ni thất phật ra gia ra gia mà phật ma ra một đế lệ hay tất na ra sam phật ra xả lợi phật sa ra xả gia hô lô hô lô hô lô lô hay rị ta ra tất rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di giới dạ nó ra cảnh trì địa địa sắc ni na ba dạ ma ha ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô nghệ tất bằng ra dạ ta bà ha nó ra cảnh trì ta bà ha ma ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một khay gia ta bà ha ma tất đà dạ ta bà ha bằng đại ít ra ít đà dạ ta bà ha nó ra cảnh trì bằng đại ra dạ ta bà ha ma bà lợi ra ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đa ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đa ra bậc đại dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đa ra bậc đại dạ ta bà ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô phổ hiền bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nguyện cho hương linh võ văn ngoan pháp danh tâm giác sinh năm 1958 mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 được vãng sanh được siêu thoát nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật gần đây ha Bình Dương dạ 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 gì hả sáng cô với dạ dạ một mâm chôm chôm với quýt với hai bình bông quá đẹp luôn. Nãy giờ con thấy cô cắm bông khá lâu tỉ mỉ nha. Cho cậu năm được đẹp ha. Mời nó coi clip. Dạ. Mời. Nhà cũng coi á. Ngày nào cũng coi thông tin cậu năm hết hả cô? Coi rồi coi ngày xưa trẻ thôi. Tôi hồi xưa tôi cũng có hay coi trả lương trong truyền hình đó. Dạ. Wow, hai bình bông luôn quá đẹp. Đừng có quay nhiều cúng thì quay. Dạ dạ, cô cứ cúng đi. Dạ. Ông có căn tu hồi nhỏ. Dạ. Rồi giờ cũng cái trước cái lập ổng là trời cho. Dạ. Tiền của ông làm nhỏ từ nhỏ mà lớn tới già ăn không hết luôn. Dạ. Giờ có thể. Ờ. Dạo gần đây thì cũng có mấy cái sư. Dạ. Hai là căn tu tức mà năm mậu mà ngày yên ổng thì là được tuổi phước rồi. Dạ, phước nhiều hả cô? Giống như là người có căn tu dạ. Hôm trước thì cũng có sư cô, sư thầy với lại mấy Phật tử cô là cũng nói là cậu nó sát tôi nhà con cũng sát đó coi. Dạ. Cái ngày sinh tháng đẻ của ổng là cái phần lộc của nhà cô thầy cho. Wow. Như bà mẹ quan âm cho cái dạ. Cái đức đó. Dạ. Là cái ngày sáng năm sinh của cậu là trùng vào cái ngày có cái phước tức, năm dạ. Tức mà lại cậu năm này trùng tuổi cùng cái mùa cái tháng tuổi ba má chồng dạ. Cũng dùng tuổi tức mà không ai được như vậy cũng như cái ngày chị à, lấy cái dĩa bánh đó xuống đi chị bánh chuối đó chị lấy xuống đi của anh em YouTube vô cúng cho cậu à, chị đem vào trong cũng được dạ. Chứ ai chị để vào trong giùm em đi tắt, chú tắt hả cô sáng. Ủa, hồi sáng quẹt đâu bé đây 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 cô. Hồi sáng con châm dầu rồi mà ta. À cái này nó rớt xuống nó bắt đầu nó tắt nè. Bên bển. Dạ. Tại do cái nhang này nè, nó rớt xuống rồi nó tắt. Bởi vì đâu có ai mà có được cái lọc này. Dạ. À bữa hôm sư cô với sư thầy nói á, cậu năm là có một cái đức hạnh gọi là đức hạnh Bồ Tát. Đó thì đấy, con thấy ai cũng nói vậy dạ. Dạ. Cô cứ cúng đi ạ. À. Hơn 2 tháng rồi chị, 2 tháng dạ thì em cũng không biết đó, mộ thì đã có bên kia rồi, chỉ chờ là đem vào đây lắp ráp nữa thôi, mộ là có rồi. Dạ. Lên hoài à, tại nhà mình có người nhà đây nè, lên hoài à. Dạ. Dạ. Ba em thì dưới sau là thiêu, còn bà dì ở sau bên B3 nè. Dạ, có người thân mình dạ, mắc ở đây ha. Lên đây hoài à, năm nào cũng dạ. À, từ lúc cậu chết tới giờ là lên đây cũng được 3 lần. 3 lần. Quá quý chết luôn. Được, dạ. Chưa được 21 ngày đi có ghé. Dạ. Với bữa Thanh Minh có ghé lần này ghé nữa.
hầu như là từ khi mà cậu mắc được an táng tại đây á là ngày nào cũng có khán giả đến viếng. Dạ, ngày nào nó dạ. Nhà nhà dạ. Gì trên này là biết hết, tại dạ. Ngày nào cũng theo dõi hết. Dạ. Được đem đi sửa chữa hay sao, thay thế gì rồi đi? Tuyệt vời luôn, khán giả từ khắp mọi miền đất nước này nè. Dạ. Dạ. Cô đi qua cô Thanh Kim Huệ hả? Đi vô nữa kìa, thấy không? Đó, cái cây nhang tới đây là thắp hương hồi hướng cho cậu là vui rồi. Có khi nào chị thấy cậu ở ngoài đi diễn cho chị? Chưa, tại vì mình ở xa, với lại hồi đó mình còn nhỏ đâu có, giờ lớn rồi mới biết chứ, hồi đó còn nít có biết đâu. Dạ. Yeah. Có mẹ ba biết chứ. Mẹ chị biết nhiều ha. Dạ, ở xa nữa. Dễ ở phía xa mà. Nghe mẹ bên đây rồi đó, cậu nổi tiếng là ở miền Tây nhiều. Miền Tây ha, cậu đi diễn đi hát nhiều ở miền Tây. Còn mình đó, mình nít, mình nhà quê khổ chết. Dạ. Yeah. Đâu có truyền hình đâu coi. Dạ. Yeah. Bây giờ cậu chết rồi mình theo dõi mình biết chứ. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạo gần đây á, thì lúc trước mà khi cậu mắc á, tầm khoảng được 1 tháng đi thì không có, nói chung là em thấy cũng bình thường, giống như là khách đến viếng giờ do mến mộ, giống như là giữa fan mà yêu giọng hát của cậu Năm thôi. Nhưng mà dạo gần đây em thấy nha là có nhiều cái hiện tượng lạ nó xảy ra ở mộ cậu á. Thì có sư cô sư thầy tới, rồi các tín đồ Phật giáo rồi tới nói là cậu là không phải, gọi là không phải bình tầm thường đâu. Thì mình hiểu cái từ tầm thường đó là nó sâu xa xíu nha chị ha. Đó. Thì thật sự mà nói em thấy cũng giống giống vậy á, chứ không có cái mộ nào mà tới gần 2 tháng qua mà vẫn chưa được xây. Có thể là do một cái sự xui khiến gì đó. Dạ. Dạ thì sáng sớm thì cái clip này em cũng có gọi là hồi hướng cho cậu một chút xíu như mọi ngày thì cả nhà. Thì hy vọng là cậu được vãng sanh, được siêu thoát. Thì vừa rồi thì cũng có cô chị với lại em gái đang hồi hướng cho cậu Năm đến thắp hương cầu nguyện cho cậu Năm được vãng sanh, được siêu thoát. Thực sự mà nói là cậu Năm được ở an táng ở đây gần hơn 2 tháng qua rồi. Thì ngày nào cũng có khán giả đến viếng cậu Năm, cũng thắp hương hồi hướng cho cậu Năm. Đó là một điều, một cái tin rất là đáng mừng, rất là vui luôn. Thì có những cô chú nói á, thì không có cái gì là tự nhiên cả, thì chắc chắn là sẽ có một cái sự sắp đặt, có một sự xui khiến nào đó để cho mọi người thấy đây là một người tài, người đức, cũng như là giống như là cậu, hay mọi người hay nói là cậu là người con của Ngọc Hoàng, hay là một người hát cho Ngọc Hoàng nghe ở chốn tiên đình đó. Thì cái này á, thì nó hơi sâu xa một xíu, nhưng mà nếu mà mình sâu chuỗi lại những cái gì mà từ trước tới giờ đã xảy ra ở mộ cậu Năm thì thật sự mà nói nó rất là nhiệm màu ha cả nhà, nó rất là nhiệm màu luôn. Dạ rồi, có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo của em ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giờ đi hả cô? Dạ rồi, con cảm ơn cô nha, cảm ơn chị. Chúc gia đình, chúc cô với chị nhiều sức khỏe nha. Của anh tên gì ạ? Dạ Tài 66 Vlog ạ. Dạ. Dạ Đồng Tháp. Dạ rồi, cảm ơn cô với chị. 21 Bình Dương hả?